Cây này cây trung nu nha bạn. Cây này mình gửi luôn cái chậu, cây này nó nằm trong cái chậu. Mình thay qua chắc hôm nay nó ăn hết cái chậu rồi. Xưa nó chậu nhỏ, mình thay qua cái chậu này bự. Nó ăn chắc hết hết đất trong cái chậu luôn rồi. Cây này nó già dữ lắm. Cây này nó nằm ở vườn mình chắc cũng cả năm trời rồi. Ăn ghế cả năm trời rồi. Quả nó được có 15 à. 30. 15 chiều cao 30. Cái tàn ngang được 41, 41, 42. Nhưng mà được cái tàn nó già nè. Cái ngọn mà thấy nuôi nó bự phía ghê luôn. Trung nu, cái này cái già. Cái này mà lặt lá ra mốt cái mấy cái dâm mình nó già vậy đó. Cái này nếu mà canh gần gần tới Tết cho mình lặt lá mình chơi bông các bạn. Trung nu nó bông dữ lắm, trong cái dòng mai cũng thấy là trung nu nó bông, nó xiên bông hơn mai đó lớn nha. Kim giòn là bông dữ nhất. Nhưng mà kim giòn thì nó có một số nhược điểm. Nên kim giòn nó giá nó không bằng cái trung nu. Trung nu nó cũng có một số nhược điểm, sau này ta chơi form nó lớn nhiều. À, không biết nay tới Tết cũng canh mà gần tới Tết khoảng 45 ngày lặt lá cái bắt đầu tới Tết nó ra bông. 45 47 ngày thì bạn ơi. Đi như mai vàng nha. Mai vàng thì khoảng nửa tháng hơn. Tùy. Nhưng khi mình lặt nó cũng hên xui, nhưng mà chứng thủy thì thường lặt vậy là ngày Tết rồi. Thì nó trổ xuyên suốt luôn. Nó trổ khoảng hơn 2 tuần nó mới hết. Trung nu.